Cristiano Ronaldo bị treo giò khi Al-Nassr tiếp đón Al-Ahly vì hành động phản cảm trong trận thắng Al-Sabah. Trên khán đài, siêu sao 39 tuổi đã phải chứng kiến các đồng đội giày chân trên cuộc đua vô địch giải Saudi Arabia. Al-Nassr vượt lên dẫn trước 4 lần ở trận này nhưng 4 lần bị Al-Ahly gỡ hòa. Thậm chí đội chủ nhà tưởng chừng là đã giành chiến thắng khi Sadio Mane ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3 từ chấm phạt đền ở phút thứ 90+4. Nhưng Al-Ahly có trận hòa 4-4 nhờ công của Paulo Ricardo ở phút thứ 90+9. Kết quả hòa 4-4 khiến Al-Nassr có nguy cơ bị Al-Hilal nới rộng cách biệt với ngôi đầu lên thành 9 điểm. Trong khi đó, Al-Ahly thoát khỏi đáy bảng và vươn lên đứng áp chót. Theo lịch thi đấu, Al-Hilal sẽ có trận đại chiến với đương kim vô địch Al-Ittihad vào lúc 0 giờ 00 phút rạng sáng ngày 2 tháng 3. Trong ngày làm khán giả bất đắc dĩ, Cristiano Ronaldo đã tỏ ra rất vui vẻ khi được cổ động viên nhà hô vang tên mình ở phút thứ 7. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo đã phải ôm đầu thất vọng khi theo dõi màn trình diễn của Al-Nassr. Ở vòng đấu kế tiếp gặp Al-Rayyad lúc 0 giờ 00 phút ngày 8 tháng 3, Cristiano Ronaldo sẽ được trở lại đội hình Al-Nassr khi mãn hạn treo giò. Trước trận đấu ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Al-Nassr sẽ đá trận tứ kết lượt đi AFC Champions League với Al Ain lúc 23 giờ ngày 4 tháng 3.